đền Sòng Sơn, đền thờ Bà Chúa Liễu. Đền Mẫu Sòng Sơn thuộc khu phố 6, phường Bắc Sơn, thị trấn Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Đền Sòng Sơn ngày nay trước đây được gọi là đền Sùng Chân, thuộc địa giới làng Cổ Đam, xã Hà Dương, huyện Hà Trung, phủ Tống Sơn. Nay đền Sòng Sơn thuộc phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Đền Sòng Sơn được xây dựng từ thời Cảnh Hưng, triều vua Lê Hiển Tông 1740 đến 1786. Tương truyền là có một ông lão cầm chiếc gậy tre khô cắm xuống đất làng Cổ Đam mà khấn rằng: nếu gậy tre này tươi tốt thì xây đền thờ Liễu Hạnh công chúa. Quả nhiên, lời huyền phán ấy trở nên mầu nhiệm, gậy tre trở nên xanh tươi, bén rễ, đâm chồi, tỏa lá tươi tốt lạ thường. Người đời cho đó là điều lạ, linh ứng, linh thiêng, nên mới lập nên đền Sòng Sơn trên mảnh đất ấy, và lấy ngày 26 tháng 2 âm lịch hàng năm là ngày lễ chính của hội. Đây cũng chính là ngày hiển linh, hiển thánh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đền Sòng ban đầu chỉ là một đền đơn sơ bé nhỏ, trải qua quá trình lịch sử lâu dài gắn với nhu cầu về sinh hoạt tín ngưỡng của người dân, đền Sòng ngày nay được tu sửa khang trang hơn, đẹp hơn. Tháng 6 năm 1998, Sở Du lịch Thể thao của tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn, Phòng Văn hóa của thị xã và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, đền Sòng được trùng tu, tôn tạo, khôi phục lại gần như hoàn toàn vẻ đẹp uy trang, đường vệ, linh thiêng. Trải qua thời gian, cùng với sự phong phú về huyền thoại Liễu Hạnh công chúa, đền Sòng trở thành nơi linh thiêng, nơi sinh hoạt tín ngưỡng không thể thiếu của người dân Bỉm Sơn nói riêng, cư dân Việt nói chung. Hiện nay, cùng với những chính sách mới, sự phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thì giá trị tâm linh, giá trị lịch sử, giá trị văn hóa của đền Sòng ngày càng được giữ gìn và phát huy mạnh mẽ. Nhìn bao quát, đền Sòng được xây dựng ở vị trí tương đối trung tâm của một bồn địa rộng rãi về phía nam của dãy núi Tam Điệp, với cảnh vật thiên nhiên xưa, nơi đây là non xanh lạ lùng, vừa hùng vĩ vừa u tịch, lại có con đường quốc lộ 1A chạy qua. Đền Sòng mặt hướng về phía tây bắc, trước đền có một hồ nước tự nhiên hình bán nguyệt, quanh năm xanh mát, đó là hồ Cá Thần. Tương truyền đây là nơi tháng riêng tháng 2, một đàn cá toàn thân màu đỏ lũ lượt kéo về bơi lội trong hồ. Khi lễ hội đền Sòng kết thúc thì đàn cá tự nhiên không còn nữa. Nhân dân quanh vùng cho rằng đó là các nàng tiên trên thượng giới hóa phép về hầu Tiên Chúa Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Tổng thể đền Sòng ở Bỉm Sơn Thanh Hóa, hồ Cá Thần có mạch nước ngầm chảy từ dốc Xây Men theo chân núi qua hang động. Từ hồ Cá Thần có
có hai khe nước chảy lượn vòng quanh, khiến cho ngôi đền như ngự trên một hòn đảo nhỏ giữa non nước và mây trời. Phía trước đền có chiếc cầu bằng đá do bà Hoàng Thái Hậu nhà Lê phát tâm công quả xây dựng từ năm thứ 33 triều Cảnh Hưng 1772. Cầu được bắc qua suối, nước chảy trong veo quanh đền làm tăng thêm vẻ ngoạn mục của ngôi đền. Suối nước lượn quanh co uốn khúc về phía đông, hợp lưu cùng 9 dòng nước phun lên từ lòng đất tạo thành 9 giếng nước tự nhiên không bao giờ vơi cạn. Nhân dân dựng nên cảnh đền cạnh 9 cái giếng nhỏ và được quen gọi là đền 9 giếng để thờ cô Chín. Đây cũng là một tiên nữ được vua cha Ngọc Hoàng cho theo hầu Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Phía sau đền là đường Thiên Lý 1A, trục giao thông xuyên Việt, tạo ra sự thuận lợi cho du khách khi đến thăm và sinh hoạt tín ngưỡng. Qua vị trí cảnh quan đền Sòng, thấy được bậc cha anh đi trước thật tinh tường khi chọn xây dựng ngôi đền giữa chốn sơn thủy hữu tình. Chính không gian vừa có sông, vừa có suối, vừa có rừng, đồi, xen kẽ tạo sự yên tĩnh cho lữ khách bình tâm thưởng ngoạn. Bên cạnh đó, tôn thêm vẻ trang nghiêm, linh thiêng cho ngôi đền. Đền Sòng được xây dựng với nhiều kiến trúc độc đáo đến nay vẫn còn được lưu truyền. Đền xây dựng theo kiểu chữ tam, có 3 cung liên tiếp, cung hậu, cung đệ nhị, cung đệ tam và ngoài cùng là cửa tam quan. Trang trí bàn thờ mẫu có đầy đủ các lọng vàng, lư hương, hoa quả, bánh trái và nhiều đồ lễ mà du khách tới dâng. Không gian chính của đền được trải thảm đỏ. Các cột trong điện thờ đều được treo các bức hoành phi câu đối bằng chữ Hán. Nền được trải thảm đỏ cùng với các gam màu vàng của bức hoành phi câu đối xen kẽ với hương khói nghi ngút đã tạo nên sự ấm áp, thành kính, tôn nghiêm, thiêng liêng trong lòng. Cung đệ nhị có 5 gian thờ Ngọc Hoàng, vua cha Thánh Mẫu và ngũ vị vương quan. Hầu như các điện thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh đều thờ theo kiểu gia tộc, có vua cha Thánh Mẫu, có cậu Thánh Mẫu. Qua cung đệ nhị bước sang cung đệ tam cũng xây 5 gian, nơi đây thờ các quan, các ông hoàng và các cô đệ tử đồng, thời còn phối hợp với các thờ Đức Thánh Trần. Gian này có bài trí trung tâm là bàn thờ công đồng, bên phải là bà Chúa Chín, bên trái là bàn thờ Đức Thánh Trần. Ngoài cùng cửa tam quan, cửa giữa có đặt tượng Phật Bà Quan Âm với dáng điệu từ bi bác ái. Trước tam quan là sân đền, nơi đặt bền thờ, cả sập thờ để tiến hành hầu thánh, hầu đồng. Hiện nay, đền Sòng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh không chỉ của người dân Thanh Hóa mà thu hút đông đảo du khách thập phương, nhất là vào mùa lễ hội. Hàng năm, cứ ngày 26 tháng 2 âm lịch, lễ hội đền Sòng thu hút rất nhiều khách thập phương đến chiêm bái. Lễ hội đền Sòng rất độc đáo, điển hình nhất là lễ rước nước từ đền Sòng lên vùng núi Bắc Sơn. Đám rước rất lớn, hà với hàng chục thanh niên trai tráng cầm cờ, quân kiệu. Ngoài ra, đền Sòng vào mùa lễ hội, du khách còn được nghe hát chầu văn và lên đồng của các cậu, các cô với lời hát mượt mà, uyển chuyển, cùng với những điệu múa thướt tha